Chào anh em nhé. Cái mô hình cò trắng của em mà đánh cả cò bợ đây. Đây, keo của anh em dính cả trời mưa này. Đây được một con cò bợ này. Anh em ạ. Em sử dụng que tre nhé. Một con cò bợ. Đây, mô hình đánh cả cò trắng lẫn cò bợ. Khoảng cách cắm của em sử dụng là từ khoảng cách cắm từ 35 cho đến 40 và từ 25 cho đến 30 anh em ạ. Là em cắm cả cò trắng lẫn cò bợ. Em sử dụng một loại keo siêu dính nhé, loại keo pro nhé, loại keo là kẹo, loại keo thương hiệu số 1 luôn anh em ạ. Đây. Em cắm 20 con cò trắng và 1.000 que lan que tre. Đây là anh em này, trời đang mưa này, quay xuống cho anh em xem. Đấy, mưa phay phay nhỏ thì dính đánh được cả trời mưa nhá. Đấy, giải thích cho anh em hiểu là keo đánh được trời mưa là cái lượng keo ở trên que này nhiều một chút thì anh em mới đánh được trời mưa nhá. Nếu mà keo nó ít ở trên que quá là nó không đánh được trời mưa anh em ạ. Anh em nào cứ xem bàn của em tham khảo để đánh. Thì trước hết mình chọn một điểm đánh là cái bờ này. Cái bờ ở gần ngay hồ hay là ở giữa ruộng được tùy anh em. Thì em chọn cái bờ đó ở giữa gần ngay hồ. Em cầm máy phát em phát sạch đi. Để cho nó thoáng ra này, con cò nhìn thoáng thì càng xuống mạnh. Anh em ạ. Đây xung quanh cái hồ rất rộng luôn. Nói chung là hôm nay vẫn thấy cò nó ít về anh em ạ. Đây chính lợi phẩm của sáng đây. Một chú. Chào anh em nhá.